Đây là dĩa nấm rơm kho tiêu. Mình vừa mới kho xong. Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món này nha. Nấm rơm mua về mình cắt cho nó sạch cái phần chân nấm nha. Một tô nước. Bỏ vào đây 1/4 thì cà phê muối. Nấm rơm sau khi mình cắt chân rồi thì mình bỏ vào trong tô nước nha các bạn. Mình ngâm nước muối. Sau khi cắt chân nấm thì mình ngâm trong nước muối khoảng 10 đến 20 phút nha các bạn. Và quả ớt chuông mình chỉ lấy một phần. Mình bỏ cái hột này đi. Bỏ cái hột ớt chuông đi. Nhưng mà mình trong nhà đang có quả ớt chuông mình dùng luôn. Mình không có đi mua ớt sừng nữa. Mình cắt nhỏ cái ớt chuông này ra. Cắt nhỏ nhỏ vừa phải này các bạn. Tí mình để tí mình xào cho nó thơm nha. Sau 20 phút thì mình sẽ đi rửa sạch cái nấm rơm này. Sau khi rửa sạch nấm thì mình để ráo nước rồi mình đi ướp nha các bạn. Chỗ nấm của mình ít lắm các bạn. Mình tùy theo cái lượng nấm mà tùy theo khẩu vị gia đình mình ướp nữa nha các bạn. Ở đây mình dùng 1/2 thì ướp mắm chay. Nấm của mình mua là nấm nó hơi đen này các bạn, nấm đen đen á, cho nên là khi kho mà nếu mình kho bằng nước tương thì nó sẽ đen. Cho nên là tùy nấm, nếu cái nấm nó hơi trắng thì mình sẽ kho bằng nước tương cho nó đẹp màu nha các bạn. Như đây mình dằn vào một xíu muối thôi nha các bạn, ít thật ít muối thôi. Mình cũng dằn vào đây một ít thật ít ớt bột thôi nha các bạn, khoảng 1/5 thì cà phê thôi, 1/2 thì cà phê tiêu, xíu 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 bột ngọt, 1/2 thì cà phê đường, 1/2 thì cà phê sa tế. Mình sẽ bỏ nấm vào. Mình sẽ trộn đều nấm lên nha các bạn. Mình dùng một ít hành lá và một ít đầu hành trắng. Bỏ vào để ướp nấm. Nếu mà nhà mình ăn thuần chay thì các bạn dùng hành Barô nha. Trộn đều cái nấm này lên. Và mình ướp ở đây khoảng 30 phút hoặc là 20 phút. Mình bật cái bếp lên các bạn. Dùng dầu thực vật. Bỏ vào chảo một thìa ăn canh dầu. Bỏ phần hành. Bỏ hành lá vào trong chảo. Phi thơm lên. Bỏ ớt chuông vào. Đảo đều lên. Lửa vừa phải thôi nha các bạn. Để từ từ ớt chuông nó chín. Rồi ớt ớt đã chín rồi, mình không bỏ gia vị gì vào đây nha các bạn. Mình chỉ phi thơm với hành thôi. Bây giờ mình múc ra. Hết ra nha các bạn. Bỏ vào trong chảo một thìa ăn canh đường cát. Thì mình muốn tí nữa mình kho nấm thì nấm cái nước kho nó sẽ sánh á, cho nên mình thắng đường màu. Thắng để cho nó dẻo dẻo keo keo á các bạn. Đánh giá rồi mình chờ cho nó hơi đen lại một xíu nữa là mình rồi mình tắt bếp để cho nó nóng ít thôi. Sau khi tắt bếp thì mình thấy đường nó chuyển sang màu đen dần rồi này các bạn. Mình bỏ vào nửa chén nước. Và nấu cho cái đường này nó tan ra. Cái màu nâu nâu đỏ đỏ này á, tí nữa mình kho nấm rất là ngon nha các bạn. Bây giờ chỉ bỏ nấm vào kho thôi các bạn. Mình sẽ bỏ lửa vừa phải.
Thôi từ từ cho cái nấm nó thấm và nó cái nước này nó sánh dẻo lại, cái nấm nó chín là được nghe các bạn. Mình mua cái nấm nhỏ này thì mình không cần phải cắt ra nghe các bạn. Đây các bạn, sau 5 phút thì nấm của mình này đó, nước cũng đã rút sánh lại rồi. Mình trộn lên rồi mình để thêm 2-3 phút nữa cho nó chín hẳn nấm nghe các bạn đó. Các bạn thích ăn nước hay là ăn nấm mà kho rim rim nước sệt sệt thì các bạn tùy thời gian mà canh nha. Mình thích rim 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 cho nó hơi keo keo lại thêm xíu nữa nên mình để thêm 2-3 phút nữa. Để cho tăng phần hấp dẫn thì bây giờ mình rảy lên đây một xíu tiêu nữa. Đặc biệt hơn nữa thì mình đó, mình tắt bếp nha. Quên, mình tắt bếp và bỏ cái phần ớt chuông và hồi nãy mình xào các bạn đó, bỏ hết nè. Mình đã tắt bếp rồi nha. Đó. Nấm rơm kho tiêu của mình đó các bạn, mình vừa mới làm xong á. Giờ mình mang ra dĩa nha. Đây là dĩa nấm rơm kho với tiêu mà mình vừa mới làm xong á các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.